Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu năm 2019, không ít những phương tiện thông tin đại chúng đã đăng về những cái tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2018, và đặc biệt chúng ta khá là quan tâm tới cái chỉ số, đó là chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2018. Chúng ta có kết quả tăng trưởng GDP năm 2018 khá là tốt và tích cực. Chúng ta có kế hoạch tăng trưởng GDP cho năm 2019, mặc dù theo kế hoạch thì thấp hơn năm 2018 một chút. Tuy vậy thì đây cũng được xem là một trong những cái chỉ tiêu tăng trưởng rất là tốt. Điểm mà chúng tôi muốn điểm tin trong cái sự kiện bên lề ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ muốn dành ít phút thời gian để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn, để làm rõ với anh chị em và các bạn về cái góc nhìn một cái chỉ số mà chúng ta thường hay được nhắc tới, thường được nghe tới, và có lẽ là chúng ta cũng cho rằng với cái chỉ số này tích cực, tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm cho một nền kinh tế cũng như là cái việc đầu tư kinh doanh. Tuy vậy thì để hiểu rõ hơn, để nắm rõ hơn và để chúng có thể phần nào giúp quý anh chị em và các bạn có thể định hình được trong những cái loạt video trước đây về câu chuyện là cà phê, suy ngẫm về những ngành nghề có thể tăng trưởng trong năm 2019. Sau đó thì chúng ta chọn ra những cái ngành nghề tốt và tích cực. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một thí điểm một cái doanh nghiệp đầu ngành. Và từ đó thì tiếp theo thì sẽ đi phân tích chi tiết cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà chúng ta đã lựa chọn, để tìm kiếm ra một cái cổ phiếu, một cái doanh nghiệp có thể đem đầu tư chung và dài hạn, thời gian dài trong cái chu kỳ phục hồi kinh tế sau cái đợt suy giảm hiện tại. Thì để làm rõ điều này thì có một cái cách khác để chúng ta không cần phải ngồi để suy ngẫm và phán đoán về cái việc là năm 2019 thì ngành nào sẽ tăng trưởng nhiều sẽ là ngành mà có thể là được lựa chọn. Thì thưa với anh chị em và các bạn thì chúng ta sẽ làm đi ngay vào vấn đề, đó chính là cái nghịch lý trong cái điểm sáng tăng trưởng GDP của Việt Nam. Thì ngày 20 tháng 12 năm 2018 thì Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tổ chức cái hội thảo tổng quan thị trường tài chính Việt Nam năm 2018. Thì tuy số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê thì còn chưa cụ thể, nhưng mà ủy ban này đã đưa ra nhận định về kinh tế nước ta trong năm 2018 thì ước đạt khoảng trên 7% và mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đây là cái con số đáng mừng và chúng ta thực sự là rất vui mừng vì cái con số này trong cái điều kiện kinh tế của khu vực châu Á, đặc biệt là kinh tế Trung Quốc đang suy giảm trầm trọng, cộng với việc là Fed tiếp tục nâng lãi suất trước cái kỳ vọng là nền kinh tế Mỹ đang tốt lên và tích cực lên từng ngày, cũng như là cái việc giải quyết việc làm, cái tỷ lệ thất nghiệp đang rất thấp tại Mỹ. Và với cái mức cao như vậy thì nhờ vào cái động lực chính là gì, và cái động lực này liệu có duy trì tiếp trong năm 2019 hay không, cái động lực này sẽ được phát huy ra làm sao, thì chúng ta sẽ làm rõ hơn về cái điểm sáng kinh tế này. Theo cái số liệu thống kê thì cái mà kinh tế của chúng ta trong năm 2018 và những năm gần đây thì khá là phụ thuộc vào cái lượng vốn FDI. Đây là một trong những cái hệ lụy khá cần phải quan tâm đúng mức, bởi vì cái lĩnh vực mà vốn FDI của Việt Nam trong 2 năm 2017-2018 thì lĩnh vực điện thoại và linh kiện thì nó chiếm tới 47, từ năm 2017 thì chiếm 43,19%, còn năm 2018 thì chiếm 47,75% trong cái tổng số, cái trọng số của GDP. Cái lĩnh vực tiếp theo mà chúng tôi muốn nói tới ở đây đó chính là lĩnh vực hàng dệt may. Hàng dệt may thì 2017 chiếm 24,8%, còn 2018 thì chiếm 28,95%. Và cái lĩnh vực thứ ba chiếm trọng số nằm xích xoát khoảng 30%, đó chính là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Thì nó chiếm năm 2017 thì chiếm 24,9%, 2018 thì chiếm 28,1%. Như vậy là chúng ta không khó để nhận ra rằng là cái nền kinh tế của chúng ta hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào các cái doanh nghiệp FDI, tức là những cái doanh nghiệp sản xuất rồi xuất đi ở các khu công nghiệp. Và có thể cho thấy được rằng là
liệu cái động lực tăng trưởng đến từ các lĩnh vực khác, ví dụ như thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép các loại, sản phẩm thép và máy ảnh, máy quay, phim và các linh kiện điện tử thì chiếm bao nhiêu? Thì các cái thành phần này thì nó chiếm khoảng đâu đó 25-30% trong tổng GDP. Và chúng ta cũng sẽ phải làm rõ rằng là riêng về cái xuất nhập khẩu, số liệu thống kê mới của bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan thì cho thấy tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam từ đầu năm đến 15 tháng 12 năm 2018 thì đạt khoảng 459,25 tỷ USD, tăng khoảng 12,6%, tương đương với mức tăng là khoảng 51,27 tỷ USD so với năm 2017. Như vậy là cái việc mà xuất nhập hàng hóa ở cái khu vực FDI thì cho thấy rõ qua cái số liệu của Tổng cục Thống kê. Cụ thể hơn thì xuất khẩu đạt 233 tỷ tăng 13,7%, tương ứng với 218,1 tỷ đô và trong đó khối doanh nghiệp FDI thì xuất khẩu chiếm tới là 164,82 tỷ và tăng khoảng 13,3%, tương ứng với 19,31 tỷ đô la so với cùng thời gian năm 2017. Và chiếm khoảng 70,7% tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng là đấy, cái số liệu thống kê chúng ta đưa ra từng ngành và số liệu tổng quát thì chúng ta thấy rằng là cái việc xuất nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu của chúng ta thì chiếm tới 70,7, tức là khoảng 71% tổng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu của chúng ta nằm ở cái góc là FDI, tức là các doanh nghiệp mà có vốn đầu tư gọi là gián tiếp. Về nhập khẩu thì kim ngạch nhập khẩu tính đến tháng 12 năm 2018 thì khoảng 226 tỷ đô la và tăng khoảng 11,4%, tương ứng là tăng khoảng 23,17 tỷ đô và so với cùng kỳ năm 2017 thì chúng ta thấy rằng là tổng giá trị nhập khẩu của các doanh nghiệp vốn FDI thì lên tới 135,8 tỷ đô và tăng khoảng 11,3%, tương ứng với 13,81 tỷ đô la Mỹ. Và tổng cái doanh nghiệp FDI thì nó chiếm tới cái giá trị xuất khẩu lên tới nhập khẩu lên tới 60,1%, tức là các cái linh kiện, hàng hóa, nguyên vật liệu thô được nhập về để sản xuất thì chiếm tới 60% tổng cái hàng hóa nhập khẩu của chúng ta. Thì tính chung cái cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam từ đầu năm đến tháng 15 tháng 12 năm 2018 thì thặng dư của chúng ta đạt 7 tỷ, năm đầu tiên có thặng dư thương mại. Riêng cái khối FDI thì đã thặng dư tới 30 tỷ, tức là thặng dư thực ra là rất là nhiều trong cái khối FDI và chúng ta vẫn là được coi là thâm hụt thương mại khoảng đâu đó là 22 tỷ đô cho các lĩnh vực khác. Bởi vì cái lĩnh vực FDI là nó đã thặng dư tới 29 tỷ, trong khi đấy chúng ta tính tổng cái kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta thì thặng dư có 7 tỷ thôi. Như vậy chúng ta vẫn còn đâu đó bị thâm hụt khoảng 21 tỷ. Thì đó là chúng ta hãy nhìn thấy thực là như vậy là chúng ta phải làm rõ là cái động lực tăng trưởng của Việt Nam đang đến từ đâu và cái GDP này được bóc nhỏ ra thì chúng ta sẽ thấy được rằng là những cái ngành liên quan đến linh kiện điện tử thì ở đâu mà ra các cái ngành liên quan đến linh kiện điện tử và các cái sản phẩm điện thoại thì rõ ràng nó đến từ cái khối các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là cái doanh nghiệp sản xuất điện thoại là Samsung đang chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn tại Việt Nam. Và cái câu chuyện mà nếu rời nhà máy hay là mở thêm nhà máy sẽ đem lại cái động lực tăng trưởng cho Việt Nam rất là cao trong thời gian sắp tới, nên chúng ta sẽ phải cần quan tâm rất là nhiều đến cái góc này. Đó là cái góc sản phẩm điện thoại của cái hãng thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc, đó là Samsung. Cái lĩnh vực thứ hai mà chúng ta thực sự phải cần khá là quan tâm đó là hàng dệt may. Hàng dệt may thì thưa với anh chị em và các bạn là ngoài các những doanh nghiệp FDI thì trên sàn cũng có không thiếu những doanh nghiệp dệt may đang và đã rất là tích cực trong năm 2017-18. Và thưa với anh chị em và các bạn, 2018 chúng ta không khó để nhận ra một doanh nghiệp dệt may mà chúng tôi thường hay nói tới, đó là TNG, một trong những doanh nghiệp có cái mức độ tốc độ tăng trưởng rất là tốt trong năm 2018. Và có thể năm 2019-2020 các doanh nghiệp trong cái lĩnh vực dệt may sẽ vẫn tiếp tục gọi là theo cái đà tăng trưởng của ngành hàng dệt may, sẽ đem lại những lợi ích gọi là khá là tốt, khá là tích cực cho quý anh chị em và các bạn. Bởi vì chúng ta có thể nhìn vào cái góc này thì chúng ta biết được rằng là cái doanh nghiệp nào sẽ được hưởng lợi nhiều trong năm 2019. Thì chúng ta lưu tâm tới hai cái lĩnh vực mà được chiếm cái trọng số khá là cao, thì 47,7% cho năm 2018 với lĩnh vực điện thoại và các linh kiện. Thì những cái doanh nghiệp mà buôn bán kinh doanh sản phẩm về điện thoại và linh kiện
trong nước cũng sẽ được hưởng lợi một chút về cái góc độ này. Bên cạnh đó nữa thì hàng dệt may thì chiếm 28,95% và cái sản phẩm vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện thì cũng chiếm 28,1%. Qua sau đó thì mới đến cái lĩnh vực da giày, gỗ, hàng thủy sản và phương tiện vận tải và phụ tùng cũng như là máy ảnh và các thiết bị khác. Thì như vậy là chúng ta có thể đánh giá tổng quan như vậy. Và một vài cái nhận định bên lề thì thưa với anh chị em và các bạn là lợi nhuận ở khu vực FDI có thể được chuyển về nước họ. Đây là một cái câu chuyện mà chúng ta có thể quan sát và số liệu của thị trường ta tổ chức cho thấy. Tổ chức cái gì đấy? Số liệu của đơn vị gì ta không biết là cho thấy luồng tiền ra thuần năm 2017 khoảng 10,6 tỷ đô la, chiếm 5% GDP, tăng 28% so với năm 2016 theo giá hiện hành và tăng gần 24% so với năm 2016. Đúng rồi, tức là đây là cái số liệu thống kê liên quan đến cái tổng cái luồng tiền thuần mà rút khỏi Việt Nam từ các doanh nghiệp FDI. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta cũng khá là cần quan tâm. Như vậy là để tổng kết cái buổi mà gọi là chia sẻ với anh chị em và các bạn về làm rõ cái những cái điểm sáng trong cái tăng trưởng GDP và làm rõ hơn được là bóc nhỏ cái GDP của Việt Nam hiện tại đang tăng trưởng đến từ đâu, thì chúng ta sẽ có thể nhìn rõ hơn về cái góc nhìn về cái tăng trưởng của Việt Nam và cái điểm sáng thực sự của nền kinh tế Việt Nam là tăng trưởng ở đâu mà ra, chứ không phải giống như quý anh chị em và các bạn thường hay suy diễn hay suy nghĩ về cái câu chuyện là tăng trưởng GDP của Việt Nam đến từ thúc đẩy khởi nghiệp rồi đến từ những cái lĩnh vực kiểu như là chúng ta hay thường cảm nhận thấy trong cái nền kinh tế xã hội, mà nó đến thực sự là đến từ cái góc nào. Đây cũng là một cái nghịch lý trong cái điểm sáng tăng trưởng mà chúng ta cần phải quan tâm, để chúng ta không quá như là tự viễn hoặc nhau về cái câu chuyện là tăng trưởng và có thực sự là chúng ta cái tăng trưởng của chúng ta đến từ nội tại hay không, hay là chúng ta đang tăng trưởng dựa vào cái nguồn lực từ FDI. Và cái điểm thứ ba nữa, điểm thêm là chúng ta cần phải thực sự quan tâm, đó chính là chúng ta tăng trưởng trong năm 2018 liệu có đã tính đúng tính đủ ở cái góc mà hai cái góc mà chúng ta thường hay không tính, không có cách nào để tính vào cái tốc độ tăng trưởng kinh tế tổng sản phẩm quốc nội, mà chúng ta sẽ bị lồng qua hai cái lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực chứng khoán. Bởi vì 2018 là một trong những cái năm mà hai cái lĩnh vực này thì nó cũng có những cái nấc thăng trầm và nó gây ảnh hưởng nhất định tới cái tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam. Thì chúng ta cũng sẽ bàn thêm cái lĩnh vực này trong video tiếp theo. Thì chúng tôi xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Mong rằng là anh chị em và các bạn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với nhóm chúng tôi. Thân chào.